Rồi, hôm nay phụ kiện Phúc Việt sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu sản phẩm. Đây là nước hoa dành cho ô tô nha mọi người, cực kỳ là thơm luôn nha. Thì mẫu sản phẩm này bên trong sẽ như thế này nha mọi người, một lọ nước hoa rất là đẹp nha. Chúng ta có thể là dùng để trang trí trên ô tô. Mùi thơm của này là mùi cà phê nha mọi người, rất là thơm. Nó sẽ giúp cho những anh trai nào mà chúng ta hay hút thuốc á, giảm được cái độ mùi đó, không gây hại cho phụ nữ hay là trẻ em, phụ nữ mang bầu khi mà sử dụng dòng sản phẩm này nha mọi người. Mọi người nhìn nè, khối lượng sản phẩm là khoảng 100ml nha mọi người, rất là thơm nha, rất là đẹp nha. Đó, mở ra như thế này, mọi người lấy giùm em cái phần đầu sạc để giúp mọi người gắn vào để bắt đầu nó tỏ hương ra nha mọi người. Mùi thơm này thì là cực kỳ là dễ chịu luôn, đem lại cảm giác gọi là thoải mái cho chúng ta khi mà chúng ta đi đường xa nha, rất là thơm và cực kỳ là kích thích. Đó, rất là đẹp nha mọi người, cực kỳ là sang trọng, anh chị có thể là dùng để chúng ta trang trí ô tô đều được cả nha, rất là thơm. Thì bên em đang có chương trình ưu đãi giảm giá khuyến mãi những dòng sản phẩm như thế này, anh chị nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ số điện thoại bên em nhé, 0979 777 893, hoặc anh chị có thể là liên hệ Zalo, hoặc là có thể là mua vào đường link ở dưới miêu tả trong góc TikTok Shop nha mọi người, hoặc là website. Bên TikTok Shop bên em có rất là nhiều chương trình khuyến mãi và có rất là nhiều phụ kiện ô tô để có thể là hỗ trợ anh chị nhé, rất là đẹp nha mọi người. Đó, mọi người có thể là đặt mua sản phẩm nhé.